Một khi được Ủy ban châu Âu thông qua, những khuyến nghị này sẽ được áp dụng cho tất cả các thiết bị ghi âm tại 32 nước thành viên. Trong số các đề xuất có việc cài đặt thêm trên các hộp đen một tần số truyền tín hiệu mới nhằm tạo thuận tiện cho việc xác định vị trí các máy bay bị mất tích. Cơ quan này cũng mong muốn tăng tuổi thọ pin của pin từ 30 lên 90 ngày, cũng như tăng độ dài của băng ghi âm. Hiện nay, độ dài của băng ghi âm trên buồng lái chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ. Ngày nay, khi mà các dữ liệu được ghi lại trên băng từ, khả năng ghi âm đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia, thì khả năng ghi âm như thế vẫn còn quá ngắn. Bởi như vậy, nếu một chuyến bay dài 7 giờ như chuyến bay MH370 có sai phạm gì bắt nguồn từ buồng lái, kể cả hệ thống ghi âm hoạt động tốt, thì những gì quan trọng diễn ra cũng không được ghi lại đầy đủ.